Chào các bạn nhé, đây là mẫu giường gấp ngọn ở bên công ty Hưng Nam Phát, giường cho hai người nằm nha. Rộng phủ bì 1m58, 1m6, khá là chắc chắn hai người nằm. Đó, có cái chỗ để điện thoại nè, thông báo, phần nâng đầu nâng cấp độ này. Khi muốn hạ xuống mình sẽ lên. Khi nào các bạn nó xếp lại thì chỉ cần nâng nhẹ lao đánh xe tự động nó sẽ đẩy vào. Giường gấp hai người nằm đang được tặng một bộ ra tông sệt tông cùng màu này, một cái gối này, một bao trùm chống bụi. Khi nào mình không sử dụng mình trùm lại cho đỡ bụi nhé. Đó, ở đây còn có các mẫu 70, 80, 90 một mét, mét hai mét rưỡi. Nếu như cô gì chú bác có nhu cầu mua giường gấp gọn, không chiếm diện tích không gian, mình có thể buổi ngày mình sẽ xếp gọn lại như thế này, mình cất đây và buổi tối mình lại đắp giường ra mình ngủ. Đây, thì hãy liên hệ công ty Hưng Nam Phát nha. Giường gấp 3, hai người nằm, khá là rộng rãi, thoải mái, khá là chắc chắn nha cô gì chú bác yên tâm. Nha, giường chắc chắn hai người nằm thoải mái, tải trọng 300 kg. Phần tay cầm mình nâng lên hạ xuống được nè, mình có thể nâng lên hoặc hạ xuống khi vào giường, và được bọc mút này khá là êm ái nè, của thương hiệu Honica. Còn dưới bánh xe các bạn có thể có khóa và mình có thể khóa lại cho nó khỏi di chuyển. Đó, bật khóa lên. Đệm thì dài khoảng 6 phân và có thể tháo ra giặt được, mình có thể kéo cái khóa ra mình lấy phần trên mình giặt thôi. Có hai màu, màu xám và màu nâu. Hiện tại công ty Hưng Nam Phát đang siêu khuyến mãi, phi ship tận nhà, tặng gối, bộ ra và cái bao trùm chống bụi. Rồi, cảm ơn cô dì chú bác. Nếu có nhu cầu mua giường gấp xếp gọn của công ty Hưng Nam Phát, hãy liên hệ số hotline nhé, 0982 353 103.